Xin chào mọi người, buổi sáng chúc mọi người cách ly ở nhà có những cái công việc bổ ích để làm và có những cái niềm vui để chúng ta cùng nhau giao dịch. Chúng ta cũng đã biết được là mùa Covid thì chúng ta cần phải làm online và tự nhiên là online lên ngôi, khiến cho tất cả mọi người có những cái tư duy, có những cái tầm nhìn để chúng ta có thể đầu tư trong cái phương pháp online của chúng ta. Thì chúng ta sẽ đăng ký kênh để chúng ta tìm hiểu về đầu tư cùng với ông già đầu tư trong cái kênh YouTube của David. Chúng ta cũng đừng quên tham gia vào các cái nhóm Zalo, Telegram hay bất kỳ cái nhóm nào mà David comment ở dưới link ở dưới đây để chúng ta có thể tìm hiểu các cái công thức cũng như là một số các cái thông tin tốt nhất để chúng ta có thể gặp được nhau. Chúng ta có vốn ít thì chúng ta sẽ đầu tư theo mô hình vốn ít. Chúng ta có vốn nhỡ, vốn nhiều sẽ đầu tư theo mô hình vốn nhiều. Và David cung cấp tất cả những các cái giải pháp để khách hàng có thể an tâm và cùng nhau có được cái lợi nhuận. Chúng ta hãy ấn subscribe kênh Thế Giới Đầu Tư, đúng không ạ? Và bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu qua một số các cái thông tin của thị trường. Giá vàng đã điều chỉnh từ vùng 1701 thấp nhất từ ngày hôm qua, đúng không ạ? Tôi có nói về 1698 thì hôm qua nó cũng ngót về, đúng không ạ? Ở Facebook cũng đưa ra rất nhiều các giải pháp. Qua đỉnh cao nhất là xả từ 1738. Lúc này cơ hội về vàng để nó test đỉnh, các cái đỉnh mà chúng ta có thể nhìn thấy, thì lát nữa chúng tôi sẽ phân tích và đưa ra các cái lý luận để chúng ta có cái cơ hội trong vàng hay là trong Bitcoin. Chúng ta cũng xem qua Bitcoin đã gọi là người ta nói là giết long, đúng không ạ? Giết short các cái lệnh, đúng không ạ? Bị lừa từ vùng 6704 đánh xuống bởi ba đáy. Chính vì thế nên phân tích kỹ thuật nó chỉ là một trong những yếu tố kẻ vẽ cũng như là đưa ra nó đúng 70% đến 80%, thậm chí 90%, nhưng chỉ một cái tin tức cơ bản bị sai lập tức là chúng ta sẽ bị hỏng, đúng không ạ? Và lý do của Bit tăng ngày hôm qua, chúng ta có thể xem các cái tin tức khiến cho các cái mô hình của chúng ta bị phá vỡ, đặc biệt là các cái tin tức về Trung Quốc của ngày hôm qua, thì lát nữa chúng ta sẽ vào. Ngày hôm qua thì chúng tôi cũng đưa các cái mô hình của giá, của các cái thông tin về giá đối với lại dầu thì chúng ta có thể xem xét. Chúng ta tìm hiểu thêm. Hôm nay tôi đã phân tích về cái giá dầu của ngày hôm qua, đúng không ạ? Sau khi anh em đã mua thì chúng ta sẽ thấy được cái tỷ lệ mua dầu. Và ngày hôm qua là ngày đáo hạn của giá dầu, chính vì thế nên có cái sự bật lên rất là mạnh mẽ. Hiện tại cái mức là 16739 lợi nhuận, đúng không ạ, khi mua giá dầu. Tôi hy vọng rằng có một cái cây nến rất là to và dài, đúng không ạ, sẽ làm giá dầu nó sẽ bật mạnh lên, và những ai theo cái kèo giá dầu là chúng ta đã chốt lời rất là tốt. Cộng với cái tin tức buổi sáng ngày hôm nay chúng ta nhận được đó là G7 thống nhất lập trường về WTO và mở cửa lại nền kinh tế. Cái này mà cộng hưởng với lại tin của Mỹ nữa thì thật sự là khủng khiếp về giá dầu kích hoạt, và giá dầu nó sẽ bật lên do nhu cầu thị trường sẽ tăng cao. Đấy là cái điều chắc chắn. Tiếp theo ở trên Facebook có đưa ra các cái thông tin để chúng ta có thể tham khảo các biểu phí qua đêm, các cái khó khăn khi gặp đáo hạn, các cái giá trị của việc mua vào, và cái YouTube, cái bài này sẽ giúp cho chúng ta tìm hiểu về giá dầu và muốn mua dầu thì phải làm như thế nào. Ngày hôm qua thì sau lúc 20, cách đây 23 giờ đúng không ạ, ngay buổi sáng hôm qua thì tôi với team đã đưa ra các giá Bitcoin giảm nhưng biên độ chưa đủ lớn sắc đỏ bao trùm, đúng không ạ? Dự đoán ngày hôm nay giá tiếp tục đi ngang trong biên độ 65-69, vùng tam giác nên đang hẹp lại dần trên đồ thị A4, chúng ta chờ tín hiệu dấu hiệu phá vỡ để được xác nhận đánh những cú lớn. Thế thì hôm qua có một cái cú swing chúng ta bán ra một chút thôi, nhưng mà nay thì cái thị trường đã xanh, đúng không ạ? Hôm qua chúng ta đã chờ những dấu hiệu phá vỡ đúng như là chúng tôi dự đoán, các cái tín hiệu mà nó bật lên là rất mạnh mẽ khiến cho phân tích kỹ thuật của chúng ta phải chờ đợi. Giá dầu phục hồi sáng nay sau khi
chính quyền Trump xem xét việc trợ cấp tiền mặt cho nhà sản xuất dầu của Hoa Kỳ, đúng không? Ngày hôm qua tin tức, và hỗ trợ mạnh giá dầu đang tăng lên 20.50 thùng trên thùng, tăng 1.6%. Do vậy là cái tin tức này chúng ta cũng có thể theo dõi và chúng ta nhìn thấy được cái cách để chúng ta vận hành. Đó là các thông tin mà chúng ta có thể xem xét. Vậy thì cái hệ thống đưa ra các cái mô hình để chúng ta mua giá dầu và chúng ta xem xét được các cái tài khoản, đúng không ạ, sao cho an toàn nhất. Ngoài ra nữa thì để vận hành no loss system, một trong những cái giải pháp không thua lỗ là chúng ta đưa ra cái tỷ lệ buy sell no loss, đúng không ạ, đưa ra các cái tỷ lệ khiến cho chúng ta mua và bán theo cái tỷ lệ là no loss system, các cái giải pháp không thua lỗ, mua và hedge lệnh, buy và sell để có thể đưa ra các cái giải pháp no loss, đưa ra các cái tín hiệu sao cho chúng ta nhìn thấy được là các cái quy trình của giá sao cho tốt nhất. Các hệ thống tài khoản của GFX sẽ quản lý và vận hành các cái robot cho nó hiệu quả, đúng không? Với các cái quy trình nạp rút, các cái quy trình đưa ra các giải pháp bán và mua để rằng có lệnh, sao cho cái tỷ lệ co lệnh của cái số lỗ hẹp vào để vận hành một con robot, sao cho nó có được cái lợi nhuận. Biên độ lỗ càng lớn, sau đó chúng ta co hẹp vào, tức là chúng ta sẽ có cái số dương tổng lồi ra, đó là vận hành một con robot no loss system. Thì để biết thêm thông tin, chúng ta có thể Zalo 0987732228. Và bây giờ chúng ta đi vào chi tiết của ngày hôm nay. Trong mục kinh doanh của ngày hôm nay có rất nhiều cái bài nên xả hàng blue chip để mua cổ phiếu dệt may với 100 triệu hay không. Rất nhiều câu cách kiếm tiền ở nhà mùa dịch. Chúng ta xem cái bài này khá là thú vị. Bởi vì đầu tư online lúc này chúng ta chủ yếu nghĩ đến dầu, vàng, forex, bitcoin hay là chứng khoán, đúng không ạ? Các chuyên gia khuyên bán 15-20% tỷ trọng blue chip đang nắm giữ và mua những cổ phiếu dệt may cố định có định giá thấp để đa dạng danh mục đầu tư. Tôi mới tham gia chứng khoán hơn 1 tháng, kinh nghiệm không nhiều, chủ yếu đầu tư theo lời khuyên của bạn bè. Tôi vào tiền nhóm blue chip chia đều cho nhóm bất động sản và bán lẻ, hơn 100 triệu mới có lãi khoảng 5%. Bạn bè tôi khuyên tiền vào cổ phiếu dệt may vì nhóm này đang vào thời hoàng kim nhờ hưởng lợi của dịch bệnh. Tôi băn khoăn nên buông các mã blue chip để chuyển sang dệt may hay không, vì tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp sẽ được dự đoán khó khăn trong mùa sau dịch, hoặc một số trường hợp tôi có nên rút tiền tiết kiệm khoảng 50 triệu để thêm vào tài khoản hay không. Đầu tiên là chuyên gia họ trả lời là trước hết cần khẳng định doanh nghiệp dệt may đang chịu ảnh hưởng tiêu cực chứ không được hưởng lợi nhé. Đúng không? Do vậy ước tính doanh thu và lợi nhuận giảm 19% và 50% xuống 3.32 triệu đô và 1,4 triệu đô. Đấy, do vậy là cho rằng cổ phiếu dệt may được hưởng lợi là bị sai. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là cổ phiếu này không hấp dẫn, bởi vì cổ phiếu đã về giảm sâu các vùng giá tương đối thấp thì các nhà đầu tư hoàn toàn có thể giải ngân theo nhóm này, đúng không ạ? Đấy, vậy thì chúng ta sẽ xem các công ty cổ phiếu liên quan dệt may và chúng ta tìm hiểu nó, chúng ta Google, chúng ta xem. Đấy là những cái mà chúng ta xem các cái mô hình đầu tư. Ở dưới comment có một cái bài này, rất nhiều like là đây là kiểu đầu tư đứng núi này trông núi nọ. Nếu như bạn theo dõi những cổ phiếu dệt may đã tăng rất mạnh trong nhịp hồi vừa rồi, TNG thì xét tổng thể ngành dệt may đang gặp khó khăn cả đầu ra và đầu vào. Sản xuất khẩu trang chỉ mang tính chất tạm thời, chưa kể là giá trị thấp. Khuyên bạn cứ chọn blue chip của nền tài chính mạnh và thiên về sản xuất hàng tiêu dùng trong thời kỳ dịch bệnh kéo dài. Đấy là những lời khuyên. Vậy thì cuộc chơi của chúng ta là những cái mô hình đầu tư cũng như là các cái cách đầu tư, thì tất cả những cái yếu tố này được coi như là dài hạn thì sẽ tốt hơn. Ví dụ những người mà có xu hướng đánh xuống short sell, người ta sẽ ăn một khúc, sau đó gì ạ, người ta tìm các điểm vào cao hơn để người ta có thể bán ra. Ví dụ lúc này các mức cản nó đã về đây, nó đã phá vỡ các yếu tố kỹ thuật. Nếu trong trường hợp mức cản của hai cái đỉnh mà chúng ta đã vẽ ở đây, đúng không ạ? Thậm chí là các cái cản cứng, rất nhiều đỉnh nó đã lập trước đây, đúng không ạ? Đây là các mức cản qua rất nhiều các mức cản ở đây. Mức cản đây đáng lẽ đến đây thì nó phải gì điều chỉnh hồi, nhưng mà thực tế là nó không hồi. Do vậy là gì nó bật qua cản. Vậy thì hôm nay điểm mua của chúng ta là các cái điểm mà vùng
chạm của Ichimoku lúc này thì chúng ta sẽ có cái điểm mua vào. Vậy Bitcoin ngày hôm nay lại tiếp tục cho được cái điểm mua. Chúng ta được khuyến cáo mua ở vùng các cái vùng cản nó đã phá vỡ, đúng không ạ? Sau khi phá cản, chúng ta sẽ mua ở các cái vùng chạm của Bollinger Band và đi về vùng giữa của Ichimoku. Tức là tôi có cái thiên hướng mua vùng 67, 68, mua vùng 68, 68 trên một chút. Thì đây là cái vùng mà chúng ta có thể mua. Đấy là đối với Bitcoin. Vậy thì cái xu hướng để chúng ta mua vào và theo giá khi mà đạt được các cái tỷ lệ phá vỡ các mức cản, các cái trend, và xem và định hình được các cái trend giảm, sau đó chúng ta break out cũng như là đưa ra các cái mục phân tích kỹ thuật của RSI đẩy lên, cũng như là điều chỉnh về các cái vùng giữa của Ichimoku hay là các cái điểm điều chỉnh của Bollinger Band khiến cho chúng ta có cái mức để chúng ta mua vào. Và chúng ta đi theo sóng của thị trường mà thôi. Ok, đó là Bitcoin. Chúng ta xem con thứ hai là con LTC, Litecoin. Litecoin cũng chịu chung một cái mô hình sóng và chúng ta nhìn ở trong ngắn hạn. Tôi cũng cho rằng cái việc mà Litecoin đang có một cái xu hướng giảm và bị phá vỡ. Đấy, chúng ta nhìn thấy đây ạ. Tôi cho rằng các cái điểm mua của chúng ta cũng rất là tốt khi mà Litecoin hoàn toàn chờ cái sóng điều chỉnh của cái việc điều chỉnh các cái vùng trên 40, 41 và vùng giữa của Ichimoku được coi là các cái điểm an toàn. Do vậy chúng ta theo kênh mua, các cái vùng mua của chúng ta, đó là chúng ta chờ điều chỉnh, đúng không ạ? Tuy nhiên nếu giá tốt nó sẽ lên ngay, đúng không? Nó sẽ test lại các cái vùng đỉnh trước và nó sẽ test lại các cái vùng 47. Đây là những cái mà chúng ta xem xét. Tuy nhiên nếu trong trường hợp mà nó phá vỡ ở các cái vùng thấp ở dưới đây, đúng không ạ? Nó phá vỡ các vùng thấp 41 là chúng ta cũng xem xét có thể là gì ạ? Kênh lên của chúng ta nó bị ảo. Chính vì thế nên là gì ạ? Cái việc Litecoin chúng ta cũng xem xét để chúng ta mua ở các vùng giá thấp, đó là điều chỉnh về đường giữa của Bollinger Band và Ichimoku khiến cho chúng ta có được cái cách để chúng ta mua trong vùng. Hãy nhớ rằng đừng bao giờ chính xác tại điểm mua mà chúng ta có một cái vùng mua của giá thì sẽ tốt hơn. Vậy thì lời khuyên của ngày hôm nay, đúng không ạ? Các vùng mua là vùng 40, 41, đúng không ạ? Tăng thêm 1 đô không có vấn đề gì cả. Các vùng giữa của Ichimoku đó chính là cái sự điều chỉnh của giá. Và đây là các con sóng rất là chắc khi mà gì ạ? Nó vượt qua các cái vùng mà nó test rất nhiều ở các vùng này nó test rất là nhiều khiến cho gì ạ? Giá bật lên. Rồi đến Ethereum giá 171 rất là tuyệt vời. Ethereum thì đưa ra rất nhiều cái mà chúng ta phải suy nghĩ, đó là nó sẽ ăn theo cái việc halving của Bitcoin. Đấy, chúng ta sẽ có các cái con sóng rất chắc chắn, các cái đỉnh thiết lập. Và nó đã để nó bật qua được cái này là đánh lừa rất nhiều người. Đúng không? Rất nhiều người. Và các cái cú của short sell gần như là chắc chắn, đúng không ạ? Các đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước, đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước, các cái vùng test này nó không vượt qua được, cứ đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước, đến cú này nó sẽ swing lên một cái, đúng không ạ? Và nó bật lên, đúng không ạ? Thậm chí nó phá vỡ, nó giết tất cả những cái long ở dưới, đúng không ạ? Các cái vùng short ở dưới nó sẽ giết. Hôm qua Binance đã đưa ra cái tỷ lệ liquid và stop out rất là nhiều. Do vậy cái vùng của Ethereum, đúng không ạ? Tôi thì cho rằng là gì ạ? Sự điều chỉnh, đúng không ạ? Sự điều chỉnh các cái vùng xong bật lên, các điều chỉnh của các cái vùng bật lên, đó là các cái vùng giữa của Ichimoku. Thực ra chúng ta đánh rất đơn giản thôi, rất nhiều người đã kẻ vẽ, đúng không ạ? Chúng ta cũng đã kẻ vẽ, nhưng chúng ta chủ yếu dùng các cái tín hiệu mà chúng ta có thể phân tích được. Ví dụ như hôm qua, tại sao có những người đánh cắt lỗ khi mà nó vượt qua đây, nó giữ ở đây một giờ, các cây nến kết thúc của một giờ nó giữ ở đây, nó giữ ở đây rất lâu và nó đã vượt qua và chính thức vượt qua các vùng cản, lập tức là gì ạ? Người ta cắt lỗ ngay, không bao giờ người ta để trên đỉnh như này, không bao giờ người ta để trên đỉnh này mới cắt lỗ. Rồi những người short sell đến đây người ta đã cắt lỗ rồi, đúng không ạ? Chạm ở cái đường cản này nó đã xuống cắt lỗ. Do vậy là gì ạ? Người ta chờ mua lên khi có xác nhận, có sự hồi, một cú hồi, đúng không ạ? Và tôi nghĩ rằng là chẳng có cái gì lên luôn cả mà nó có cái sự điều chỉnh. Vậy giá tốt của Ethereum lúc này là điều chỉnh về vùng giữa của Ichimoku, tức là vùng 164 là chúng ta có thể mua vào. 160 là mua được vào, đúng không ạ? Vùng 156 là mua được vào. Vậy chúng ta phải giải ra các cái lệnh mua vào chứ không phải là chúng ta mua một nhát.
Vậy những cái lệnh long của chúng ta nó sẽ là các cái vùng. Đây là các vùng. Vậy nhưng ai mua ở vùng 168 phải mua ít thôi, đúng không ạ? Các mua vùng hiện tại có thể ít thôi. Nhưng mà dùng 168 mua nhiều hơn một chút, 164 mua nhiều hơn một chút. Đây là những cái vùng mua. Do vậy đồng giữa của Ichimoku sẽ được gọi như là vùng mua sẽ tốt hơn, đúng không ạ? Chúng ta hãy phân tích, tập phân tích như vậy. Mà chúng ta có một cái phương pháp đơn giản thôi ạ, đúng không ạ? Do vậy Ichimoku cũng như là Bollinger Band sẽ giúp cho chúng ta nhìn thấy được các cái mô hình để chúng ta điều chỉnh vào vùng giữa của Ichimoku để chúng ta mua. Các cái xu hướng của vùng RSI vùng 61, 68 đã cho kênh mua. Do vậy lực mua của sáng nay của thị trường Trung Quốc và thị trường Hàn Quốc cũng như ở phiên châu Á giúp cho lực mua rất là tốt, đúng không ạ? 171 cũng là một cái điểm mua và 165 cũng là một điểm mua. Đó là vùng giữa của Ichimoku. Còn XRP được xu hướng rất là cổ vũ khi mà chúng ta nhìn thấy các cái tín hiệu mà chúng ta xem xét. XRP cũng chịu một cái mức cản, đó, cũng thấy một cái mức cản rất là lớn ở đây. Chúng ta cũng thể xem các mức cản ở đây. XRP, chính thức XRP hôm qua đúng không ạ, xuống đây cũng có một cái mức cản. Tuy nhiên là gì ạ, nếu chúng ta vẽ gần hơn một chút thì các cái cản của XRP trong ngắn hạn, đó, đây nó cũng có một cái cản. Vậy giá của XRP sẽ điều chỉnh, không có gì lên mãi cả, rồi nó sẽ điều chỉnh ở các cái vùng, đúng không ạ, thấp hơn và nó sẽ phải test đi test lại các cái mốc cản thế này, đúng không ạ, bật lên. Trong trường hợp nó bật lên các mức cản nó sẽ bật lên. Do vậy điểm mua tốt của XRP trong các vùng giữa của Ichimoku 1.1 0.18570, đúng không ạ? 0.18426. Đó chính là các cái vùng mua. Vậy vùng mua của chúng ta là ngay từ bây giờ 0.1982 mua dần, 0.9869, đúng không ạ? 0.18873, đúng không ạ? Đó là các cái vùng mua của chúng ta. Vì lực cản này đúng không ạ, đang rất vững chắc nhưng nó đã bật lên. Lực cản này rất vững chắc đã bật lên. Đấy là cái xu hướng mà chúng ta có thể theo dõi. Binance thì sao? Binance cho chúng ta một cái tư duy nó sẽ khác một chút, đúng không ạ? Các mức cản mà chúng ta bật ra giá phải được đo và kẻ vẽ bao giá các mức cản, các cái điều chỉnh chúng ta sẽ cho về H4 để chúng ta nhìn được cái xu hướng tốt hơn đối với Binance. Binance đây hiện tại vẫn là một cái xu hướng đi lên nhé. Binance là một cái xu hướng đi lên. Binance nó vẫn vững chắc vì do kinh tế làm ăn của cái việc mà kinh tế của Binance cũng như là cái sức mạnh của BNB nó rất là tốt bởi vì nó có margin rất nhiều các cái hệ thống tài khoản và đã chui về túi của ông chủ Binance vì rất nhiều người đánh cháy tài khoản, đúng không ạ? Các mức cản này nó rất là chắc, đúng không ạ? Nó có một cái mô hình giá chắc khiến cho cái việc mà chúng ta nhìn thấy nó thủng các cái mốc này gần như là không có. Chính vì thế là những người mua Binance là người ta nhìn vào các con sóng này khiến cho chúng ta thấy được là các cái mốc rất là chắc, nó chạm cả cái là bật lên, chạm cả cái bật lên, đúng không ạ? Thậm chí là có những lúc mà nó không test được, không test đi test lại được. Do vậy là gì ạ? Cái vùng này vẫn là cái vùng mua của Binance, nó sẽ test ở các cái vùng đỉnh này, đúng không ạ? Sau đó chạm vào các vùng này, đây là các cái vùng mua. Thậm chí là gì ạ? Tất cả những cái đường viền đây để trong mua. Tuy nhiên nếu trong trường hợp mà short sell, chúng ta muốn short sell Binance ấy, đặc biệt là gì ạ? Là chúng ta nhìn thấy được các cái tư duy nếu trong trường hợp bị thủng, đúng không ạ, và hồi lên, đúng không ạ, thì chúng ta sẽ có được các cái điểm bán. Tuy nhiên trong lúc này các cái giá điều chỉnh về đường giữa của Ichimoku chạm cái đường mây của Ichimoku đã mây mỏng khiến cho gì ạ, giá có thể gì ạ, biến động mạnh đi theo hướng lên và được cổ vũ và tích cực bởi Ether và Bitcoin tăng lên. Do vậy là gì ạ, cái việc gì ạ, Binance đã chạm vào các cái vùng mua vùng 15.2 để chúng ta có được cái kịch bản tốt nhất cho vùng 18 và 19. Thì đấy là cái yếu tố mà chúng ta có sự tự tin đối với Binance. Còn EOS thì sao? EOS đúng không ạ? EOS chúng ta cũng nhìn thấy là một cái kênh trong một cái trung hạn cũng là một kênh đi lên, đúng không ạ? Bởi vì cái mốc giá của nó rất là thấp rồi, đúng không ạ? Theo cái trend line mà chúng ta có thể kẻ được, đúng không ạ? Rất nhiều các cái mốc và có trên 3 mốc là chúng ta sẽ được vẽ được một cái đường trendline. Ichimoku lại thấp, RSI lại vùng
vượt mua, khiến cho các vùng mua của vùng US tôi nghĩ rằng là cái giá này rất là thấp, có thể mua hoàn toàn ở các vùng đám mây Ichimoku. Chúng ta không mua ở các cái vùng thấp và đặc biệt là chúng ta không short sell ở các cái vùng này, bởi vì short sell chỉ có khi nó phá vỡ các cái đáy của nó mà thôi. Chính vì thế nên là chúng ta có thể short sell US lúc khác, lúc mà gì ạ, thị trường đã xác lập một cái kênh cản của chúng ta. Chúng ta lại nói qua về vàng. Về vàng thì ở trong Facebook của David thì sẽ có những cái phân tích cũng như là đưa ra rất nhiều các cái giải pháp để chúng ta tìm hiểu về vàng. Đây cũng là một cái kênh đầu tư để chúng ta có thể lướt sóng, cũng đưa ra được cái tỷ lệ chốt lời cắt lỗ sao cho nó an toàn nhất. Thì các cái hệ thống sẽ đưa ra các cái chi tiết. Dầu vẫn là một cái để chúng ta có thể mua vào và chúng ta nghiên cứu để chúng ta đưa ra các cái giải pháp để đầu tư như thế nào. Chúng ta nói về vàng. Vàng trong trung hạn, đúng không ạ? Các mức cản nó đã được hình thành ở dưới và bao giá, việc rất là chạm cản là nó bật lên, đúng không ạ? Trong trung hạn. Trong trung hạn. Do vậy ngày hôm nay các cái điểm mua của chúng ta vẫn là các cái vùng mà chúng ta xem xét được các vùng điều chỉnh 1716 có thể mua, đúng không ạ? Ngay ở đây chúng ta sáng nay 1703 là các điểm mua, đúng không ạ? À, đây là các điểm mua của 1703. Thì ngày hôm nay chúng ta vẫn đua theo lệnh nữa. Trong trường hợp chúng ta bán, chúng ta sẽ phải có phá vỡ được các cái vùng 1703 thì chúng ta mới có thể đưa ra các cái lệnh bán trong ngày hôm nay. À, khi mà chúng ta tìm hiểu về các cái con sóng này thì chúng ta đặc biệt theo dõi ở cái thế giới đầu tư cũng như là Facebook của David sẽ có những cái bài chi tiết để chúng ta có thể tham khảo, cũng như là lướt sóng, cũng như là đưa ra các giải pháp đầu tư gì với vốn ít, 1.000 đô, 10.000 đô hay là 50.000 đô. Hiện tại thì David đưa ra các cái gói dịch vụ đối với lại GFX. GFX là một trong những cái giải pháp giao dịch không thua lỗ, đưa ra cho chúng ta những cái cách để chúng ta vận hành no loss system. Những cái khách hàng mà đầu tư chưa hiệu quả, chưa an toàn thì có thể tham gia cùng GFX để đưa ra các cái gói phù hợp với mình. Đừng ngần ngại Zalo 0987732228 để có những cái giải pháp về giao dịch đầu tư cũng như là ủy thác đầu tư. Các gói lợi nhuận 2-5%, no loss từ 0-15%, bảo hiểm 70%, bảo hiểm 50%. Gói 5 thông qua giao dịch các cái robot, đúng không ạ? Chúng tôi cài những cái VPS, đây là VPS để đưa ra các cái mô hình no loss cũng như là đưa ra các cái robot để chúng tôi vận hành, kiểm soát được toàn bộ tất cả những cái quy trình sao cho cái con VPS này chạy các cái tài khoản của khách hàng để cho khách hàng có thể an tâm. Ngoài ra các cái vận hành robot chúng ta vào robotchay.vn, đúng không ạ? Robotchay.vn. Tôi sẽ chỉnh sửa cái này, đúng không ạ? Để thành robotchay.vn, chúng ta vào robotchay. Robotchay là thuộc hệ thống quản lý của GFX. Hãy đọc kỹ các thông tin và chúng ta có thể đọc và giải thích các cái GFX là gì. Chúng ta không chạy robot cho các tài khoản nhỏ và chạy theo hệ thống quỹ GFX. Nó thuộc cái phần quản lý của GFX. Do vậy là gì ạ? Chúng ta sẽ yên tâm khi mà chúng ta tham gia với GFX. Buổi sáng với các thông tin bổ ích cho mọi người. Hy vọng rằng mọi người sẽ có cái tổng quan. Đúng không ạ? Chúc mừng những ai đã theo cái kèo dầu của ngày hôm qua, cũng như là đưa ra các giải pháp đầu tư. Trong trường hợp cần liên hệ và hỗ trợ về đầu tư, đúng không ạ? David cùng với team và ekip sẽ hỗ trợ cho nhà đầu tư đầu tư một cách an toàn nhất, hiệu quả nhất và đặc biệt là gì ạ? Với cái mong muốn là các nhà đầu tư có cái tỷ lệ phù hợp về sử dụng vốn, vốn nhỏ, vốn nhớ, vốn lớn và vốn siêu nhỏ và vốn siêu lớn. Lập tức là gì ạ? Chúng tôi có những cái tư duy để quản lý và quản trị cho quý khách hàng sao cho khách hàng có thể an tâm nhất. Thì trên đây là các cái bài viết cũng như là các cái thông tin cũng như là các nhóm của GFX, đúng không ạ? Đặt tại Hot FX, Xnet, đúng không ạ? Rất nhiều các cái thông tin mà chúng ta có thể kiểm tra về các yếu tố LPOA, cam kết với khách hàng, các giải thích từ ngữ, các bộ video lịch sử, các history, đúng không ạ? Các nhóm Telegram, nhóm Zalo, đúng không ạ? Toàn bộ tất cả các thông tin thì chúng tôi sẽ cập nhật. Thì hy vọng rằng mọi người có các thông tin bổ ích về GFX. Xin được cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người.